Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Winter, tin tức ngày 17 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh từ 0 giờ ngày 17 tháng 6 và theo thông tin từ báo vtv.vn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh theo nguyên tắc của chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 17 tháng 6. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh từ ngày 13 tháng 6 đến nay tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca xác định nguồn lây, 1 trường hợp chưa rõ nguồn lây và 2 F1 đã thành F0. Liên quan đến nữ bệnh nhân 10732, phường Hà Huy Tập đã xác định được 58 trường hợp F1, làm xét nghiệm được 5.800 mẫu với kết quả âm tính lần 1. Liên quan đến bệnh nhân 11440, phường Hưng Dũng đã xác định được 135 trường hợp F1 cách ly, lấy mẫu 134 trường hợp F1, trong đó có 27 mẫu âm tính và 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Đối với ca bệnh tại Diễn Châu, đến thời điểm này đã xác định được khoảng là 6.000 trường hợp F1 và F2. Ngay trong chiều ngày 16 tháng 6, ngành y tế đã điều động lực lượng y tế ra Diễn Châu để tăng cường lấy mẫu xét nghiệm F1 và 2. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Nghệ An đang diễn biến hết sức là phức tạp. Vì vậy, các cấp ngành địa phương phải tập trung nhân lực, vật lực để khống chế, kiểm soát, không để dịch lây lan rộng trên cộng đồng. Trong đó, ưu tiên tối đa cho nhiệm vụ điều tra dịch, truy vết các đối tượng F1, sau đó cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đề nghị ngành y tế phối hợp với thành phố Vinh, huyện Diễn Châu tập trung cao độ, huy động toàn bộ nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cộng đồng, trong bối cảnh có ca dương tính không xác định được nguồn lây và diện tiếp xúc phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Vinh theo nguyên tắc của chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 17 tháng 6 cho đến khi có quyết định mới. Đối với địa bàn huyện Diễn Châu, quyết định cách ly những địa bàn nào sẽ được ban chỉ đạo phòng và chống dịch COVID-19 tỉnh ra sau cuộc làm việc của Giám đốc Sở Y tế với huyện Diễn Châu vào chiều tối ngày 16 tháng 6. Liên quan đến các địa điểm cách ly tập trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải có các điểm cách ly tập trung đảm bảo đủ điều kiện về y tế và có sự giám sát các cơ quan chức năng, trên tinh thần là người ở địa phương nào thì cách ly ở địa phương đó, nghiên cứu phương án trưng dụng các khách sạn trên địa bàn để xây dựng điểm cách ly tập trung. Để các công tác phòng và chống dịch đạt hiệu quả cao, Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan, ban, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau. Các cơ quan địa phương phải là thật bình tĩnh, không hoang mang, rõ đầu nối, rõ trách nhiệm, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng và chống dịch, đặc biệt là tại thành phố Vinh và tại huyện Diễn Châu. Bên cạnh đó, các cấp ngành địa phương phải quan tâm đảm bảo điều kiện cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Các tổ công tác thành phố Vinh chủ trì phối hợp với các ngành y tế xây dựng tính toán phương án test nhanh cho công dân trên địa bàn thành phố Vinh theo tinh thần phân nhóm cụ thể, đảm bảo tính phù hợp. Và đó là thông tin ngày 17 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thích thông tin này, bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt anh em.